tên là Vĩ Mười là tỷ Tô Hỷ. Còn khách các tổ tổ mà có những tổ các chú các anh các chị bạn bè của chú dì Cẩm Tâm cô dâu Cẩm Thánh à chúng ta nhập bài chuẩn bị trở về trung tâm sân khấu chính trăm tuổi tối ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị cho cả múa xòe với bạn bè các cụ con các bà đặc biệt là dành những điệu múa dẻo nhất để chúc mừng quốc tế chú dì Cẩm Tâm cô dâu Cẩm Thánh. Và kính thưa quý vị thân mến, và bây giờ rằng là không xòe thì cây lúa không trổ bông, và không xòe thì cây lúa không ra bắp, đặc biệt là không xòe thì trai gái không thành đôi. Đó và quý vị đang được trở lại với một đoàn múa múa lao của các cô đến từ câu lạc bộ xứ ở Bắc Yên. Xin được cảm ơn những tiếng múa rất là dẻo, những tình cảm rất là tuyệt vời để chúc mừng quốc tế chú dì cô dâu trong buổi tối ngày hôm nay.